Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật của Thiệu Phú. Ngay bên dưới video có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em sẽ theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật của Thiệu Phú. Và khi Thiệu Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất. Hôm nay Thiệu Phú lên được 32 mẫu sản phẩm nha anh em. Ở đây là mẫu số 1 là một chiếc đồng hồ hiệu là Caniva 1986. Con này còn hợp đầy đủ nha anh em, hợp thẻ cứng đầy đủ hết, thẻ cứng và sổ bên trong này. Con này chạy cưa tự động nha anh em, chạy cưa tự động và chạy 3 cốt 6 kim. Con này có lịch răng sau nằm ở góc 6 giờ. Dây đề mi nha anh em. Con này dây đề mi niền vàng, núm vàng. Mặt sau lỗ cơ sau nó chạy có cái búa vàng nha anh em. Caniva 1986, chạy máy của Caniva, máy Nhật. Con này xe mặt 40 tròn. Bốn chân dây là size 46 nha. Độ dày con này khoảng 1.2 cm. Cọc kim của nó vàng nha anh em, cọc kim vàng, cọc số học trò. Con này độ mới 100% luôn. Con này mẫu số 1 có giá là 2.250.000. Hàng đeo thì rất là ổn nha anh em, chạy rất là chuẩn. Qua mẫu số 2 là một chiếc đồng hồ hiệu là Dominic. Dominic con này chạy cơ tự động luôn. Con này còn hợp. Con này nó còn cái sổ nhỏ nhỏ đây. Con này chạy cơ tự động nha anh em. Cái núm ở trên này nó có hai núm hai bên vậy nha anh em. Thay vì nó có núm ở giữa thì nó có núm hai bên. Núm này chỉnh cái niềng bên ngoài, còn đây là chỉnh giờ nha anh em. Đây là chỉnh giờ. Cái con này rất là lạ, đó là nó thiết kế cái giờ này nó chạy trong cái trên cái trục này luôn nha anh em. Cái trục này luôn. Cái giờ nhỏ này, đây là giờ lớn nha nè, đây là giờ nhỏ. Chính này, nó chạy theo dòng này luôn. Rút núm ra thì giờ đứng nè. Đó, mình đóng nóc lại thì giờ nó sẽ chạy. Cái này vẫn còn ni lông chưa xé này. Rút núm nó đứng. Con này mặt nó màu xanh xanh nha. Hiệu Dominic, con này chạy cơ tự động. Lỗ cơ sau chạy máy cơ của Dominic. Máy Nhật nha anh em. Con này dây cũng rất là rộng. Xe mặt 43. Bốn chân dây là size 50. Và độ dày nó là 1.5 cm. Con này niền khía nha. Cái chỗ này nó có một cái dạ quang nha nè. Tối nó dạ quang sáng. Con này mẫu số 2. Để Thường Phú đeo lên tay nha. Đo tay này. Kim có dạ quang. Con này mẫu số 2. Có giá là 2.150.000. Qua mẫu số 3 nha. Mẫu số 3 là một chiếc đồng hồ hiệu Rado. Con này Golden Hour.
Đây là cái mổ neo nha anh em. Con này dây đề mi, dây đề mi vàng. Xe mặt là size 38 nha anh em. Xe mặt 38. Bốn chân da là size 45.5. Và cái độ dày của nó khoảng 1.2 nha. Vòng tay cũng rất rộng luôn. Con này chạy máy ETA của Thụy Sĩ, chạy 25 chân kính. Máy nó rất là vàng luôn nha anh em. Con này mẫu số 3 nha, mẫu số 3 có giá là 3,5 triệu. Dây này là dây hạt gạo á, dây người ta gọi là dây hạt gạo nha. Qua mẫu số 4 nha, mẫu số 4 là một chiếc đồng hồ hiệu Orobianco. Con này Orobianco, còn hai lớp hộp luôn. Con này mới này nha anh em. Có một quyển sổ chỗ này. Cái da của nó rất là xịn luôn. Da nó này. Đây để bỏ thẻ cặp Bizik cho đây. Thẻ ATM. Đây nó có một cái thẻ này, to bằng cái thẻ ATM luôn. Đây là hiệu thương hiệu của Orobianco. À, cái này đồng hồ này là nó mua tháng 2. Mùng 1 tháng 2 phải, mùng 1 tháng 2 2019 này. Orobianco, con này chạy máy pin nha anh em. Con này chạy máy pin 2,5 kim. 2,5 kim nha, mặt màu xanh. Màu xanh dương. Toàn thân được mạ vàng hồng. Con này xe mặt là size 38. Có độ dày của nó là khoảng 0.8 nha. 0.8 cm, 8 mm. Con này khá mỏng. Và chiều 4 chân dây là size 45. Con này dây chốt khóa nguyên zin. Con này chạy 2,5 kim. Núm bí ngô mặt sau này, mặt sau của nó có cái vòng này, nhìn cái logo nó vàng hồng rất là đẹp. Con này sản xuất tại Nhật nha anh em, made in Japan luôn. Dây chốt khóa nguyên zin. Con này dây của nó bị mòn bên trong này. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì đâu nha anh em. Dây cũng còn rất là mềm mại. Con này mẫu số 4 nha. Cái này mẫu số 4 có giá là 1,35 triệu. Con này rất là xịn luôn nha. Qua mẫu số 5. Mẫu số 5 là một chiếc đồng hồ hiệu là Maserati. Con này một dòng siêu xe nha anh em, dòng thương hiệu của siêu xe. Con này phiên bản giới hạn Limited Edition. Nó có cái đinh ba này. Toàn thân được mạ vàng. Con này xe mặt size mình đo từ góc này qua góc này luôn, hai cái cục luôn á, thì size là size 41. Còn đo bên trong này là size 40. Đo cái chân dây nha, 4 chân dây là size 51.5. Và cái độ dày của nó nha anh em. Có độ dày của nó là 1.2, 1.3. Con này núm xuống ốc nha anh em. Nắm xuống ốc dặn lại như này, chống nước. Con này dây chốt khóa nguyên zin, độ mới rất là cao luôn. Con này phiên bản giới hạn nha, hình sau là hình con rồng. Con này dây của nó là khóa thông minh, này khóa thông minh cặp như này.
Con này dòng siêu xe tiền tỷ luôn nha anh em. Núm nguyên zin. Con này mẫu số 5 có giá là 3,2 triệu. Qua mẫu số 6 nha. Mẫu số 6 là một chiếc đồng hồ hiệu là Swatch Swiss. Con này chạy cơ tự động nha anh em. Con này chạy cơ tự động và có hỗ trợ cốc phụ. Cốc phụ nó là lên cốt như thế này nha anh em. Lên cốt ngược như thế này chứ không phải là lên cốt như này. Không phải lên cốt này nha, lên cốt ngược vậy. Con này chạy automatic. Máy nó rất là chắc nha anh em. Máy rất là chắc luôn. Này, cái búa đó này. Cái búa nó làm giống như cái chiếc đồng hồ hiệu là Citizen Z nha anh em. Bộ máy của Thụy Sĩ rất là bền bỉ. Con này xe mặt là xe 42 và độ dày của nó là tiền phố đo cách độ dày nha. Độ dày của nó là 1.2. Và bốn chân dây là size 50. Con này kính Mica nha anh em, kính Mica. Toàn thân được làm bằng chất liệu Mica luôn. Và dây của nó là dây silicon. Dây chốt khóa nguyên zin. Con này mẫu số 6 có giá là 1.150.000. Qua mẫu số 7. Mẫu số 7 là một chiếc đồng hồ hiệu là Adise. Con này còn hộp sổ đầy đủ luôn nè. Cái hộp nó làm bằng chất liệu giống như là gỗ vậy. Con này chạy máy pin nha anh em. Cái mặt nó chia xé này, chia xé xin lông luôn. Con này chạy hai kim. Mặt nó hình nó úp, nó bầu lên. Kính lồi nha anh em. Kính lồi lên. Con này chạy máy pin Nhật. Dây chốt khóa nguyên zin luôn. Đi xe, con này dây màu xanh, mặt xanh. Toàn thân được làm bằng thép đúc và mạ vàng cao cấp. Xe mặt 40. Con này độ dày nó 0.8 nha anh em. 0.8 mm. cm là 8 mm, 8 mm, 8 mm. Con này mẫu số 7 nha. Mẫu số 7 có giá là 1.150.000. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 là một chiếc đồng hồ hiệu là Lobo. Con này chạy cơ tự động nha anh em. Chạy cơ tự động có hỗ trợ cốc phụ, lùa cơ trước, máy vàng và có lùa cơ sau luôn. Con này toàn thân được mạ vàng. Chạy máy cơ tự động của Nhật. Xe mặt 42. Và cái chiều cao của nó là độ dày là 1.2. Bốn chân dây là size 49 nha anh em. Con này chạy máy của Nhật. Mẫu số 8 có giá là 1.750.000. Qua mẫu số 9 nha. Mẫu số 9 là một chiếc đồng hồ máy pin của Thụy Sĩ. Con này hiệu CK. Hiệu CK, con này kính nó cong rất đẹp nha anh em. Kính nó cong như thế này. Cong theo cái kính nó cong theo cái đồng hồ luôn. Con này đính đá này rất là đẹp. 6 viên nha anh em. 6 viên đá, đây 6 viên, đây 6 viên. Con này con này cũng khá là mỏng nha. Nếu mà tính chiều này. Chiều này là 0.5 nha anh em. 0.5 cm. 5 mm. Còn đó ở trong này là size nó 0.9 cm. Con này thì cái size của nó thì đo size nha. Con này sẽ mặc 41.5. Con này mẫu số 9 nha, có giá là 980.000. Con này cái mặt nó thì to mà cái dây thì nhỏ.
không biết có phải cho dành cho nữ không. Qua mẫu số 10, mẫu số 10 là một chiếc đồng hồ mớt nha, hiệu mớt, gốc 12 giờ đến một viên son. Con này chạy 2,5 kim nha. Chạy 2,5 kim, mặt của nó cũng nhìn khá là đẹp. Toàn thân được mạ vàng hồng. Xe mặt là xe 42. Và chiều độ dày của nó là 1 cm nha. Bốn chân dây là size 48. Con này dây chốt khóa nguyên zin luôn, hiệu mới, độ mới cao, chạy máy biên Nhật. Con này mẫu số 10 có giá là 1.180.000. Qua mẫu số 11 nha. Mẫu số 11 là một chiếc đồng hồ hiệu là Diesel. Diesel mà con này là cơ tự động nha anh em. Rất là nhiều đồng hồ Diesel nhưng mà nó là pin thôi, mà con này là cơ tự động. Cơ tự động rất là hiếm nha. Con này dây chốt khóa nguyên zin, dây rất là mới. Dây mới và nó có cái ở đây màu vàng, Diesel nó có hai cái cọc lên. Con này chạy lụa cơ sâu, mấy cái búa nó màu vàng nha anh em. Búa đỏ, con này búa đỏ. Xe mặt là size 44. Và độ dày của nó này, độ dày của nó là 1.2 cm. Bốn chân da là size 47. À, con này mẫu số 11 có giá là 2,7 triệu. Qua mẫu số 12. Mẫu số 12 là một chiếc đồng hồ hiệu Maserati. Con này thương hiệu siêu xe này. Con này máy pin nha nè. Này máy pin. Còn có thẻ bên trong này. Con này chạy máy pin mặt màu xanh, niền khía, độ mới cao. Toàn thân được mạ vàng gold. Xe mặt là xe 42. Và nó dày 11.5 mm. Size 51. Bốn chân dây nha. Con này lên tay rất là đẹp luôn. Chạy 3 cốt 6 kim. Cái này cái núm này chỉnh cái lịch nha anh em, nha anh em. Nếu mà chỉnh lịch cái ở dưới này. Con này mẫu số 12. Mẫu số 12 này. Có giá là 2.050.000. 2.050.000 nha. Qua mẫu số 13. Mã 13 là một chiếc đồng hồ hiệu Diesel. Con này mặt màu xanh dương, kim màu vàng và toàn thân được làm bằng thép đúc. Con này độ mới cũng khá là cao nha. Nó có hai cái cọng hai bên này. Chạy máy pin nha anh em. Con này mặt sau của nó này có hình người. Xe mặt là 44 nha. Và bốn chân dây của nó là size 47. Con này dây chốt khóa nguyên zin hết nha. Zin hết toàn bộ. Con này mẫu số 13 có giá là 1.150.000. Qua mẫu số 14 nha. Mẫu số 14 là một chiếc đồng hồ hiệu Adise. Đây, con này là nó có một cây kim màu đỏ đây, nhìn rất đẹp nha. Nó chạy một cốt nhưng mà nó có hai kim hai bên. Con này chết, nó chỉ thị cái thứ nha. Con này lịch ngày 31 ngày này. Con này lịch chạy kim rốn. Độ mới cao. Con này nhìn cái mặt rất đẹp nha nè. Xe mặt 41. Xe mặt 41 và nó dày là 1 cm. Bốn chân dây là size 43. Rất là đẹp luôn. Con này nhìn mặt rất là đẹp, rất là sáng. Mặt xanh. Trong veo luôn nha. Con này mặt nó nhìn rất là trong veo luôn.
ở bên ngoài anh em chắc đẹp hơn bên trong hình đó. Con này mẫu số 14 nha, mẫu số 14 có giá là 1.250.000. Qua mẫu số 15, mã 15 là một chiếc đồng hồ hiệu là Technot. Con này cái form của nó giống Rolex, niền khía và dây đề mi, dây đề mi này. Con này toàn thân là bằng thép đúc luôn, núm mà có núm màu vàng. Xe mặt 42 và bốn chân dài là 50. Cái chiều dày của nó là 12.5 mm. Con này mẫu số 12, mẫu số 15 có giá là 1.250.000. Qua mẫu số 16. Mã 16 là một chiếc đồng hồ hiệu là Technot. Con này là một đá tung sen nha, là bằng đá ceramic, kính sapphire. Con này làm đá ceramic nha này, đá ceramic chứ không phải đá tung sen. Con này thì độ mới này, cái những cái cọc số này không, cái những cái cọc này, nó làm 1, 2, 3, 4, 5 cái cọc như này, đây cũng 5 cọc. Những cái inox này thì mình có thể đánh spa ra thì rất là đẹp nha nè. Con này đã qua sử dụng nhẹ hàng lướt. Dành cho nam nha. Góc 12 giờ nó đến 2 viên sọt và góc 6 giờ có đến 1 viên. Con này xe mặt là size 27-28 nha, 28. Và cái chiều cao, chiều dày của nó này, chiều dày của nó là 0.7 cm. Con này mẫu số 16, mẫu số 16 có giá là 1.200.000. Qua mẫu số 17 nha. Mã 17 là một chiếc đồng hồ hiệu Calvin Klein. Còn một cái sổ ở đây luôn nha anh em. Ồ, con này mới lắm nha anh em, con này mới keng luôn, mới keng. Chưa xé sinolon luôn. Ồ, mặt rất là đẹp. Mặt nó sáng, sáng và trong lắm nha anh em, sáng và rất là trong luôn. Con này toàn thân được bọc vàng hồng, vàng cao cấp luôn, dây rất xịn, khóa này. Con này anh em đeo vô là rất đẹp luôn nha anh em. Con này xe mặt là size 43, độ dày của nó này, độ dày của nó là 0.65 gần 0.7 cm. Bốn chân dây là size 51. Con này đeo thì khỏi chê đâu nữa nha nè, không chê đâu được, nhìn mặt rất là sáng luôn. Cái kính của nó này rất đẹp nha. Con này mẫu số 17 có giá là 1.650.000. Con này mới can luôn, mới vừa về luôn nha nè. Qua mẫu số 18. Mã số 18 là một chiếc đồng hồ hiệu là Givenchy. Con này chạy pin của Thụy Sĩ nha. Givenchy một cái dòng thương hiệu cũng khá lớn. Xe mặt là size 31. Và cái dây nó giống dây hạt gạo nha. Dây đề mi bên ngoài vàng, trong inox. Cái màu nó giống như màu titanium. Núm có đến một viên đá màu xanh. Sau này. Mắt in con này là Squid Match. Lên tay, tay nhỏ đây vẫn đẹp nha anh em. Tay 16 đeo cũng đẹp luôn. 16 đeo đẹp này. Con này máy pin Thụy Sĩ thì rất là bền luôn nha anh em. Và mua mới của nó là rất là cao tiền. Con này cọc số la mã. Và góc này có một cái ô cửa sổ lịch. Con này 950.000. Qua mẫu số 21. Mẫu số 219 nha, mẫu số 19. Mã số 19 là một chiếc đồng hồ hiệu Q&Q. Con này thì mặt số học trò, cọc số đỏ nha. Dây của nó sợi silicon. Con này niền của nó làm bằng chất liệu mica. Nó phía sau nó có một cái thuyền bươm Q&Q. Độ mới cao. Con này
giá là 750.000. Xe mặt 40 nha, gần 40. Và chiều dày, bề dày của nó là 1 cm. Con này mẫu số 19 có giá là 750.000. Đây là hàng những hàng tuyển chọn không. Qua mẫu số 20 là một chiếc đồng hồ, con này nó làm cái hộp rất là cao cấp luôn nha anh em. Nó làm cái hộp như này và nó có một miếng nhà giống như miếng vàng á. Đây cái thương hiệu của nó đây. À, nó còn một mắt dây bên trong này và mắt dây ở đây nữa nha này. À, con này nhìn mặt này rất là sáng luôn. Và nó có độ cong nha, cái kính nó có cong lên một xíu. Có cái thương hiệu ở nằm trên cái niềng này luôn. Và có chữ ký ở đây. Nó có đến kim cương. Mặt sau có hình người này. Không biết là một cái người tên, một cái người này là tên gì. Đây lên tay nha nè. Con này chạy máy pin nha nè, chạy máy pin. Xe mặt là size 35, rất là đẹp. À, chiều dày của nó là size 6.5 mm. Con này mẫu số 20 có giá là 1.3 triệu. Con này đáng để sưu tầm nha anh em. Con này hiếm gặp lắm này. Cái hộp nó cũng rất là chắc luôn. Để sưu tầm. Trưng bày cũng đẹp. Con này qua mẫu số 21. Mẫu số 21 là một chiếc đồng hồ hiệu là Amba nha anh em. Con này cái gũi. Đảm bảo là cái con 20 đó là anh em kiếm rất là nhiều shop không bao giờ có. Không dễ kiếm con đó nha. Con này là một cái con quả quýt. Xe mặt là size 44 nha. Bề dày 1 cm. Quả quýt để túi. Cái này có móc vô đây. Mặt sau này. Con này sản xuất tại Nhật Bản. Con này mẫu số 1221 có giá là 500k. Qua mẫu số 22 là một chiếc đồng hồ hiệu Adidas. Con này là dành cho nữ nha anh em. Con này dành cho nữ rồi. Con này độ mới rất là cao. Độ mới cực kỳ cao nha anh em. Con này cọc số học trò và nó màu xanh dương, cọc số xanh dương, chạy 2,5 kim. Con này dây chốt khóa nguyên zin. Dây chốt khóa nguyên zin luôn. Mặt nó nhìn nó, cái kính nó lồi lên nha anh em. Kính lồi. Con này 0.8 cm. Nữ hay nam đeo chắc cũng được quá. Để phủ đo thiệt size nó nhiều. Con này size 32 nha. Và 4 chân da là size 36.5. Rồi, con này mẫu số 22 có giá là 950.000. Mà sao con này 22 nữa. Con này mình để giá nhầm, hai cái là mẫu số 22 luôn nha. Con này mẫu số 22 hiệu Fossil. Mặt màu xanh và nó có ba cái vòng tròn màu trắng, chạy 3 cốt 6 kim. Con này dây của nó là dây dây da bò thì phải. Thì Phú không biết là cái loại dây này dây gì, nhưng mà là cái dây nguyên zin của nó này. Nguyên bản như thế này luôn. Con này xe mặt là xe 45. Độ dày của nó là 1.2, 1.3 gì đó.
Con này mẫu số 22 có giá là 1 triệu nha. 1 triệu con này chạy máy pin của Nhật. Qua mẫu số 23. Mẫu 23 là một chiếc đồng hồ hiệu Valentino Domani. Con này góc 12 giờ có đến 2 viên son. Góc này 1 viên, này 1 viên, này 1 viên. Con này mặt số nó hai lòng. Mặt bên trong nhìn các vân số rất đẹp nha. Vân số đây. Con này cái dây lụa bạc. Núm có đến 1 viên đá. Mặt sau như này. Thương hiệu của Ý và chạy máy pin nhà Nhật. Đây, da ban và nó có đính kim cương diamond. Có đính những viên kim cương này. Kim cương nhân tạo nha. Xe mặt là size 30 gần 31. Con này mẫu số 23 có giá là 600. Những cái con mà đóng tính kim cương là những cái dòng rất là cao cấp. Qua mẫu số 24 là một chiếc đồng hồ bên trong nó có một hình chữ thập tượng trưng cái bên đầu Phật đó nha anh em. Chữ thập. Cái hình nó này. Nó màu vàng nha, hình vàng. Con này chạy 3 kim, chạy máy pin Nhật. Xe mặt là size 31. Và đục của giày của nó là size 0.7. Núm của nó màu vàng. Núm vàng này. Con này mẫu số 10, mẫu số 24 có giá là 450.000. Con này máy Nhật nha anh em. Da bàn. Con này bên đó à, biết ai ghi cái gì tùm lum trên này. Qua mẫu số 25. Mẫu số 25 là một chiếc đồng hồ hiệu là Skagen. Con này chạy máy pin. Con này mặt màu đen nha anh em. Mặt đen và bên ngoài khung này cũng đen luôn. Kính nó kính lồi. Dây chốt khóa nguyên zin. Dây nó màu này, màu nâu. Mặt sau. Con này chạy máy pin nha anh em. Xe mặt của chiếc đồng hồ là size 40 và bốn chân dây là size 43. Có độ dày của nó này. Độ dày của nó là 0.75 0.8 chứ, 0.8. 0.8. 0.8 cm. Con này mẫu số 25 có giá là 1.250.000. Qua mẫu số 26 là một chiếc đồng hồ của Italy. Con này hiệu Samaton Maria. Niền vàng, niền của nó niền inox và dưới vàng, điểm mi vàng. Dưới này vàng hồng và trên inox. Con này chạy 3 cốt 6 kim. Cái dòng này rất là nhiều anh em thích nha. Dây này. Dây chốt khóa nguyên zin luôn. Con này dây của Samaton Maria có dập thương hiệu này. Mặt sau chưa xé sinolon. Con này độ mới rất là cao. Độ mới 98%. Xe chiều mặt là 41.5. Bề dày của nó là size 1.2. 4 chân dây là size 49. Độ mới rất là cao luôn. Con này mẫu số 26 có giá là 1.250.000. Qua mẫu số 27. 27 là một chiếc đồng hồ nằm trong cái hộp như thế này. Con này dành cho nữ nha anh em. Con này đồng hồ cái kiền của nữ. Cái kiền thụy sĩ nha anh em. Kiền thụy sĩ. Nó là đồng hồ chạy máy pin, chạy 2 kim. Chạy 3 kim, con này chạy 3 kim. Con này như chưa bỏ pin sao mà nó chưa chạy nha. Cái gì chứ này? Con này Thiện Phúc sẽ bỏ pin cho anh em nha. Nó làm như thế này. Con này hơi khó bỏ pin nha anh em. Không biết là mở bỏ pin cách gì đây. Nó mở không phải mở ở đây, mở pin.
này là dính gì vậy? Cái kiền này Thiện Phú cũng chưa biết cách bỏ pin như thế nào nha nè, bởi vì mặt sau nó đúc luôn, nó đúc nguyên khối như thế này luôn, và nó có một cái gì chỗ này, này, một trắng, không biết mở bỏ pin cái chỗ nào đây. Con này chạy máy pin của Thụy Sĩ, để Thiện Phú nghiên cứu bỏ pin sau nha. Con này xe mặt là size 18 nha. Bật chiều ngang này thử bao nhiêu nha nè. Chiều ngang này là size 55. Chiều ngang này size 55. 55 mà nhân đôi lên thì nó là size 11. Biết là nó như thế nào đây, nó vòng tròn như thế này. Con này mẫu số 27, mẫu số 27 có giá là 750.000, cũng chưa biết thì bỏ pin nó kiểu gì nữa. Qua mẫu số 28 là một chiếc đồng hồ mặt màu xanh, con này chạy máy pin của Nhật nha em, mặt xanh dương, chỗ này có hình lá cờ này. kim màu đỏ, xe mặt 40, 4 chân dây là size 45, và chiều bụi dày của nó là 1 cm. Con này chạy máy pin của Nhật thì 3 cốt 6 kim. Con này có kim phút và kim giờ, nó có dạ quang nha nè. Vòng tay cũng còn rất là rộng. Con này mẫu số 28 có giá 600. Qua mẫu số 29. 29 là một chiếc đồng hồ lo bo. Lo bo, con này lo bo còn hộp sổ đầy đủ luôn. Đây. Cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì? Nó dán keo, đây chưa mở ra luôn. Là một cái cây. À, cái cây này như là để mở cái dây sao. Con này chạy cơ tự động nha em, chạy cơ tự động, độ cơ trước và độ cơ sau như này luôn. Con này có hỗ trợ cốc phụ này, máy vàng, cọc số La Mã kết hợp với cọc cây. Chạy cơ tự động, chạy máy của Nhật, xe mặt 41, và cái chiều bề dày của nó là gần 1.3. Con này size 4 chân dây là 48 nha. Con này mẫu số 29. Mẫu số 29 có giá là 2.1.000. Qua mẫu số 30. Mã 30 là một chiếc đồng hồ hiệu Calvin Klein, còn hộp, cái hộp này nó là bằng inox, còn cái sổ bên trong như này, còn cái sổ đây, sổ rất là dày luôn. Con này chạy 2 kim, mặt trắng, và nó có đồng tâm, có cái vòng tròn từ nhỏ ra to dần ra nha. Con này mặc số học trò. Con này rất là hay, đó là nó làm những con số này, 11 này, 11, 12, 11, 2, 3, 4. Số 4 nó không có để như này, mà nó để xéo xuống đây luôn, 5 cũng vậy luôn. 5 nó để con 5 vậy luôn, 6 này, 6 mà nhìn nhân số 9 nha. 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Con này khá là mỏng nha em, chạy máy pin của Thụy Sĩ. Con này xe mặt là size 38, độ dày con này rất là mỏng như này, con này rất là mỏng, con này chỉ có 0.6 cm. Con này xe mặt size chiều 4 chân dây của nó là size 44. Con này như
size 44. Con này mẫu số 30 nha. Mẫu 30 có giá là 1.150.000đ, độ mỏng nó rất là mỏng luôn. Chỉ có 0.6 cm. 6 mm thôi nha anh em. Qua mẫu số 31. Mã 31. Mã 31 là một chiếc đồng hồ hiệu Citizen. Hiệu Citizen, con này là mặt chất liệu titanium nha. Con này đồ mới cao, chưa xé luôn. Con này trồng trong hộp chất liệu titanium, con này mới về và chưa có pin luôn, chưa thay pin cho nó luôn, lên cho nóng luôn nha anh em. Và anh em mua thì Thiện Phú sẽ bỏ pin cho anh em sau. Con này mặt chưa xé xin lông luôn nè, là mặt chất liệu titanium, để trong nước là 10 bát, dây chưa cắt luôn, xe mặt 35. Cái dù về dây của nó là size 0.8. Mặt sau này Citizen. Con này mẫu số 31 có giá là 750.000. Nó có điểm mi ở đây rất đẹp nha, mi đây. Mã số cuối cùng nha anh em, mã số cuối cùng là một chiếc một lọ nước hoa. Nó có cái mã vạch check ở đây. Nó ghi tiếng Anh. Made in France. Hộp vàng. Hiệu nó đây nha anh em. Million Lucky. Đây là lọ nước hoa. Nó màu như này, màu vàng. Một này. Nó để là 1 million Lucky. Cái màu bên này giống màu bạc nha anh em. Con này là 100 ml. Đây dưới nó để những cái gì đây. Xịt nó ra ở đây nha anh em. Mình bóp ở đây thì nó ra khúc này, xịt như này này. Bóp lại xịt lên đâu đó. Con này hình như là chưa sử dụng luôn nha anh em. Chưa sử dụng luôn. Con này mẫu số 32. Mẫu số 32 có giá là 1.500.000. Và video đến đây đã kết thúc. Anh em thích mẫu sản phẩm nào thì nhắn tin hoặc gọi qua trực tiếp cho Thiện Phú nhé. Mấy bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong một video tiếp theo.